lại khỏi bờ. Rồi, quay quay. Vậy rồi, vậy thôi. Xe chạy bắn nước à. Xe máy chạy bắn nước à. Ồ, giờ đã tính là đỡ ngập rồi ha. Cái gì đỡ ngập rồi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye. Trước mặt trâu không kìa. Đó, nhìn thấy không? Thấy chưa? Chắc mình con á. Đó, cho đi nước dữ quá. Tụi nước dữ kìa chứ. Trời ơi. Chết luôn. Có nước nhiều như vậy. Trời ơi, không được rồi. Trời ơi. Không được. Không được. Ủa dữ vậy? Chết em ơi. Ê lên đây em ơi. Ghê quá. Tự nhiên hồi nãy em chọn đi đường này, em kêu ai đi đầu trí rồi mà. Ủa xe nó kêu luôn rồi. Người bà nội. Ghê quá. Làm gì dữ hả? Ôi hư xe bây giờ. Kệ lên cái cột bà. Điện kia. Bà đâu đấy? Chiếc xe mà anh làm gì thế vậy? Sợ nó. Anh không thấy cái bánh xe đó nó không có nước. À, coi xe máy chạy nè. Ý là đa cầm cao nó khác.
Còn trước mình ngầm hấp mà lạng hoàng là tiêu luôn. Có sẽ hơi ngập giữa biển nước à. Xe hơi người ta lên lề hết rồi. Xe máy phía sau đậu đậu đứng chết rồi. Ừ. Rồi xe cứu hộ kìa. Tin tin xe cứu hộ kìa con. Kìa. Đó. Rồi chết máy đậu luôn. Đó, thấy không? Thấy xe cứu hộ kìa. Ồ. Ồ. Ồ, xe quẹo luôn rồi. Quẹo luôn. Hấp là chết luôn. Sôi nước luôn. Quá trời luôn. Tên xe này mà còn không dám chạy á, nãy giờ chạy nhấp á. Nghe nè, từ từ đợi xe máy coi bớt đi để xả nữa người ta mới công ta chửi nữa. Đi để bắt chến. Từ từ xe bên kia qua hết hả? Bên kia cho xe máy qua bớt đi. Đi cho chắc cứu. Chưa? Rồi. Hết xe đó. Cụ đi. Ơi nước chưa quá. Rồi vô. Nước chưa quá. Wow. Ôi, học được mừng ghê chứ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không có gì. Cha ủn á. Ôi, cha ủn là méo rồi. Không phải. Chắc là ủn á, anh ta ủn á. À đây, cái gầu môi vừa đâu có bị ngập đâu. Gầu môi đâu có bị ngập đâu, tại vì không có nhà. Thật ra đó, hồi mà trời mưa rồi. Thấy trời mưa không lên tâm vô Phú Hận. Phú Hận là một con đường nghiệt ngã nhất. Phú Hận tại khu biệt thự xây nhà nhiều quá. Đang có chất mạnh luôn nè. Một là đi vô môi. Vô môi. Ừ, thấy lên quần này nè. Em thấy đi quỷ gì thập xuống đầu tí là ổn định nhất luôn. Không bị nhập. Thấy cái ông ta quần này nè. Thôi là năm nào nghe chứ còn là hai cái ông ta mất nữa. Bánh bao đâu? Mới được cái bánh tiêu. Bánh bao nè. Sau khi bánh bao này nhỏ quá. Sau khi chú mưa hồi thì đó. Ok, thấy nhà rồi. Ê, anh không mua ai hả? Mua cái gián hả?